Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Ngày mới chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay thứ Bảy 13 tháng 1 năm 2024, Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá sầu riêng, giá thanh long sớm nhất để cô chú, các anh chị và các bạn tham khảo. Tình hình giá cả sầu riêng Ri 6 và sầu riêng Thái lên xuống từng ngày từng giờ, thay đổi liên tục. Giá sầu riêng và giá thanh long hôm nay có biến động tăng hơn so với những ngày trước. Đó là tín hiệu vui cho bà con và mong tình hình giá sẽ biến động tăng hơn nữa để bà con có được thu nhập cao hơn. Giá cả còn phụ thuộc vào mẫu mã và chất lượng. Đây là bảng báo giá mà sầu riêng thu mua tại dừa, nên giá cả ở những dừa lớn giá cao hơn so với sầu riêng của cô chú, các anh chị và các bạn xa những dừa lớn. Sầu riêng giá ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, An Giang, mỗi tỉnh thành giá cả cũng chênh lệch khác nhau, chênh lệch 2-3.000 đồng. Bởi vườn của cô chú, các anh chị và các bạn xa hay gần những trục lộ lớn, xa hay gần các chợ lớn mà có giá khác nhau. Giá sầu riêng ở khu vực miền Tây sáng hôm nay, sầu riêng loại A 1,9-5,3 giá 155-157.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5,3 giá 142. Loại C giá 75.000 đồng một ký. Sầu riêng Ri 6 hôm nay giá cũng tăng hơn, loại A 1,9-5 ký giá 104-106.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5 ký giá 92-95.000 đồng một ký. Và sầu riêng Ri 6 loại C giá 55.000 đồng một ký. Đây là giá sầu riêng ở khu vực miền Tây, giá tại dừa sáng ngày hôm nay. Giá sầu riêng hôm nay có biến động tăng hơn so với những ngày trước và tình hình mong giá tiếp tục tăng nhiều hơn nữa. Sầu riêng giá đang cao nên thương lái đang săn tìm mua ở miền Tây. Thương lái vào mua có sự chênh lệch khác nhau tùy theo khu vực, tùy theo ruộng sầu riêng của cô chú, các anh chị và các bạn xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những chợ lớn mà có giá khác nhau. Tiếp theo là tình hình giá sầu riêng ở khu vực miền Đông. Khu vực miền Đông giá tại dừa loại A 1,9-5,3 giá 153-155.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5,3 giá 137-140.000 đồng một ký. Loại C ở khu vực miền Đông giá 70-75.000 đồng một ký. Sầu riêng Ri 6 ở khu vực miền Đông loại A 1,9-5 ký giá 103-105.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5 ký giá 85-87.000 đồng một ký. Và sầu riêng loại C ở khu vực miền Đông có giá 50.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên. Giá tại dừa 1,9-5,3 giá 153-155.000 đồng một ký. Loại B 1,7-5,3 giá 137-140.000 đồng một ký. Loại C ở khu vực Tây Nguyên giá 70-75.000 đồng một ký. Và sầu riêng Ri 6 loại A 1,9-5 ký giá 103-105.000 đồng một ký. Sầu riêng loại B 1,7-5 ký giá 85-87.000 đồng một ký. Và sầu riêng loại C ở khu vực Tây Nguyên giá 50.000 đồng một ký. Còn phụ thuộc vào sầu riêng của cô chú, các anh chị và các bạn, đẹp, xấu, chất lượng và tình hình vận chuyển xa hay gần, cũng như thương lái ở những tỉnh thành khác nhau có giá khác nhau trên lệch 2-3.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ và giá thanh long ruột trắng sáng ngày hôm nay. Tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận sáng ngày hôm nay. Tình hình giá thanh long sáng ngày hôm nay có biến động không nhiều so với những ngày trước, và giá thanh long cao hay thấp cũng do mẫu mã, do tuyến đường vận chuyển và tình hình xuất khẩu. Giá thanh long ruột đỏ ở miền Tây sáng ngày hôm nay, loại nhất giá 22-23.000 đồng một ký, loại 2 giá 18.000 đồng một ký, loại 3 giá 13.000 đồng một ký, loại 4 giá 8.000 đồng một ký. Và hàng dạt
ở khu vực miền Tây với giá 7.000 đồng một ký. Giá thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây hôm nay có giá như sau. Loại đẹp giá 14 đến 16.000 đồng một ký. Loại thường giá 12 đến 13.000 đồng một ký. Và hàng giạt ở khu vực miền Tây, thanh long ruột trắng giá 6 đến 7.000 đồng một ký. Mong là tình hình giá thanh long xuất khẩu nhiều hơn nữa và giá cao hơn nữa, xuất khẩu mạnh hơn nữa để bà con trồng thanh long có được thu nhập, có được lợi nhuận cao hơn và yên tâm trồng và sản xuất thanh long. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ở khu vực Bình Thuận. Khu vực Bình Thuận là khu vực trồng thanh long rất nhiều và giá thanh long chính thức của ngày hôm nay loại 1 20 đến 22.000 đồng một ký và thanh long loại 2 giá 15.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ loại 3 giá 10.000 đồng một ký và hàng giạt ở khu vực Bình Thuận với giá 7.000 đồng một ký. Tiếp theo là giá thanh long ruột trắng. Khu vực Bình Thuận giá thanh long ruột trắng loại bò đẹp giá 13 đến 15.000 đồng một ký. Bò sàn giá 11, 12 đến 13.000 đồng một ký. Và hàng giạt ở khu vực Bình Thuận giá 6 đến 7.000 đồng một ký đối với thanh long ruột trắng. Trên là tình hình giá cả thanh long sáng ngày hôm nay có biến động như vậy, nhưng giá thanh long ở giai đoạn này cầm giá rất tốt và giá ổn định như vậy. Và giá thanh long có thấp hơn hay cao hơn cũng tùy vào thương lái, tùy vào ruộng thanh long của cô chú các anh chị và các bạn gần hay xa những trục lộ, gần hay xa những dựa lớn mà giá có cao hay thấp hơn. Giải trí miền Tây cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã xem hết video này. Và cô chú các anh chị và các bạn thấy ý nghĩa đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người cùng xem. Ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn thường xuyên nhận được video sớm nhất của giải trí miền Tây. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.